Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 4 tháng 5 năm 2021, xe cứu thương biển số 93B01249 do nam tài xế chừng 35 tuổi điều khiển chạy trên đường Lê Văn Khương theo hướng đường Nguyễn Ánh Thủ đi quốc lộ 1. Khi xe đến trước hộ số 165 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra sự cố lao vào trụ bê tông giải phân cách. Cú tông mạnh khiến xe lật ngang nằm giữa đường. Tại hiện trường, chiếc xe nằm nghiêng chắn hết một chiều đường Lê Văn Khương, phần đầu xe biến dạng, nhiều dầu nhớt chảy tràn khắp nơi. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có 6 người bao gồm lái xe, thi thể người đã tử vong từ bệnh viện và 4 người nhà, trong đó có 2 trẻ em. Sự cố khiến những người bên trong xe gặp nạn một phen hoảng loạn, 2 trẻ em gào khóc được người dân khu vực hỗ trợ đưa ra ngoài. Vụ việc cũng khiến 2 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tài xế cho biết trước khi tai nạn xảy ra thì tuyến đường này vắng. Tuy nhiên, anh bị lóa mắt bởi một nguồn sáng không rõ từ đâu. Khi vừa hết lóa mắt thì xe đụng chính diện trụ bê tông của giải phân cách. Được biết, chiếc xe này được hợp đồng chở bệnh nhân đã tử vong và người nhà của bệnh nhân về quê ở Cần Thơ. Khi xe vừa đi được ít phút thì xảy ra sự cố. Đến hơn 1 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng quận 12 vẫn đang đo đạc để xử lý vụ tai nạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.